Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 80. Hỡi đấng chăn giữ Israel, hỡi đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, hãy lắng tai nghe. Hỡi đấng ngự trên cherubim, hãy sáng sự rực rỡ Ngài ra. Trước mặt Ephraim, Benjamin và Manasse, xin hãy dục giả năng lực Ngài và đến cứu chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa dẫn lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào? Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho. Chúa đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy, cũng sở đất cho nó. Nó bèn châm rễ và bò đầy đất. Các núi bị bóng nó che phủ, và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó dê ra đến biển và chồi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, để cho các kẻ đi qua lẫy lạc nó, heo rừng cắn phá nó và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại. Từ trên trời hãy ngó xuống đói xem và thăm viếng cây nho này. Là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng, và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Chương 13. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc. Nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày,
chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chương 13. Giô-suê đã già, tuổi cao. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm. Xứ còn lại là đây: hết thảy miền của dân Philistin và cả địa phận dân Geshurit, từ sông Sico đối ngang xứ Ai Cập cho đến giới hạn Ekron về phía bắc, vốn kể là miền Canaan, thuộc về năm vua Philistin là vua Gaza, vua Ách-đốt, vua Ách-ca-lôn, vua Gác, vua Ekron và vua dân Avim. Lại về phía nam, cả xứ Canaan và Meara vốn thuộc về dân Sidon, cho đến Aphek, cho đến giới hạn dân Amorit. Còn luôn xứ dân Gibelit và cả Liban về phía mặt trời mọc, từ Ba Anh Gác ở dưới chân núi Hạt Môn cho đến nơi vào ranh Hamat. Lại còn dân ở trên núi từ Liban cho đến Mitrephot Maim, tức là các dân Sidon. Ấy, chính ta sẽ đuổi chúng nó khỏi trước mặt dân Israel. Song ngươi hãy bắt thăm chia xứ này cho Israel làm sản nghiệp, y như ta đã truyền cho ngươi. Vậy bây giờ, hãy chia xứ này cho 9 chi phái và phân nửa chi phái Manasse. Người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse đã lãnh bởi Môi-se phần sản nghiệp mình ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã phát cho chúng nó, tức là xứ từ A-rô-e ở trên mé khe Ạc-nôn và thành ở giữa trũng, cùng cả xứ đồng bằng từ Mê-đi-ba chí Đi-bôn và hết thảy những thành của Si-hôn vua Amorít trị vì tại Hết-bôn cho đến giới hạn dân Am-môn. Lại xứ Ga-la-át cùng địa phận dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít khắp núi Hẹt-môn và toàn Ba-san cho đến San-ca, cũng được toàn nước vua Ốc trong Ba-san vốn trị vì tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. Người là kẻ chót trong dân Rê-pha-im còn sót lại. Môi-se đánh bại và đuổi chúng nó đi, nhưng dân Israel không đuổi đi dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít. Ấy vậy, dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít còn ở giữa dân Israel cho đến ngày nay. Song Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Những của lễ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se. Vậy Môi-se có phát một phần cho chi phái Ru-bên tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận chi phái Ru-bên chạy từ A-rô-e trên mé khe Ạc-nôn và từ thành ở giữa trũng cùng toàn đồng bằng gần Mê-đê-ba. Hết-bôn và các thành nó ở nơi đồng bằng là Đi-bôn, Ba-mốt-ba-anh, Bết-ba-anh-mê-ôn, Gia-hát, Kê-đê-mốt, Mê-phát, Kiri-a-ta-im, Ship-ma, Sê-rết-ha-sa-cha ở trên núi của trũng, Bết-phê-o, các triền núi Phích-ga, Bết Giê-si-mốt, các thành của xứ đồng bằng, toàn nước Si-hôn vua dân Amorít vốn cai trị tại Hết-bôn mà Môi-se đã đánh bại, với quan trưởng Ma-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Su-rơ, Hu-rơ và Rê-ba, tức các quan trưởng làm chư hầu Si-hôn và ở trong xứ. Trong những người mà dân Israel dùng gươm giết thì có thuật sĩ Ba-la-am con trai của Bê-ô. Địa phận người Ru-bên có sông Giô-đanh làm giới hạn. Đó là sản nghiệp của người Ru-bên tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho chi phái Gác tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận của chi phái Gác là Gia-ê-se, các thành Ga-la-át, phân nửa xứ dân Am-môn cho đến A-rô-e đối ngang Ráp-ba và từ Hết-bôn cho đến Ra-mát-mít-bê cùng Bê-tô-nim, đoạn từ Ma-ha-na-im cho đến bờ cõi Đê-bia. Còn trong trũng thì Bết-ha-ram, Bết-nim-ra, Su-cốt và Sa-phôn, tức là phần còn lại của nước Si-hôn vua Hết-bôn,
luôn sông Giô-đanh và miền Giô-đanh cho đến cuối biển Kinneret tại bên kia sông Giô-đanh về phía đông. Đó là sản nghiệp của người Gác tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho phân nửa chi phái Manasse tùy theo họ hàng của chúng, là phần vẫn còn thuộc về phân nửa chi phái Manasse. Địa phận của họ là từ Mahanaim, toàn Ba Sang, cả nước ấp vua Ba Sang và các thôn Giai Rơ trong Ba Sang có 60 thành. Phân nửa xứ Galaad, Ashtaroth và Edrei là hai thành về nước ấp tại Ba Sang, đã phát cho phân nửa con cháu Maki, chít của Manasse, tùy theo họ hàng của chúng. Đó là các sản nghiệp mà Môi-se phân phát tại trong đồng bằng Moab ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, đối ngang Jericho. Song Môi-se không phát sản nghiệp cho chi phái Lê-vi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là sản nghiệp của chi phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy. Chương 14. Này là các phần dân Israel nhận lãnh làm sản nghiệp trong xứ Canaan mà thầy tế lễ Eleasa, Yosue con trai Nun và các trưởng lão của những chi phái dân Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chia xứ cho chín chi phái và cho phân nửa chi phái, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn. Môi-se đã phát cho hai chi phái và cho phân nửa chi phái kia phần sản nghiệp ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng tại giữa họ, người không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Con cháu Joseph phân làm hai chi phái là Manasse và Ephraim. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê-vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất chung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Dân Israel làm y theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se mà chia xứ. Vả, con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ginh-ganh và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê người Kê-nít, nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a. Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ở Ca-đê-ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được 40 tuổi, và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật, đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rày, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng. Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hê-bron cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hê-bron bị ban cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nít làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vả, khi xưa Hê-bron gọi là Kiriat Araba. Araba là người dành dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giã. Chương 15. Phần đất bắt thăm trúng về chi phái Giu-đa tùy theo những họ hàng của chúng, chạy từ phía giới hạn Ê-đôm tại đồng vắng Xin về phía nam đến cuối miền nam. Giới hạn phía nam chạy từ đầu biển Mặn, tức là từ phía ở ngay về hướng nam, rồi từ dốc Ạc-Rabbim chạy dài xuống miền nam, đi ngang qua Xin, lên phía nam Ca-đê-ba-nê-a,
đi ngang qua Hetron, lên hướng Adda, vòng qua Kaka, đi ngang về hướng Admon, đổ vào khe Egypto rồi giáp biển. Ấy đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi. Giới hạn về phía đông là từ biển mặn cho đến vàm sông Jordan. Giới hạn phía bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông Jordan đi lên Bet Hotla, trải qua phía bắc Bet Araba và chạy đến hòn đá Bohan, con trai của Ruben. Đoạn giới hạn này đi lên về hướng Debir, từ trũng Aco chạy tới hướng bắc về phía Gilgal, đối ngang dốc Adumim tại phía nam khe, rồi trải qua gần mé nước En Shemesh và giáp En Rogel. Từ đó giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hinnom về cạnh nam của Jebu, tức là Jerusalem. Kế đó nó chạy lên cho đến chót núi nằm ngang trũng Hinnom về hướng tây, ở đầu phía bắc trũng Rephaim. Giới hạn này chạy từ chót núi đến suối nước Nephthoach và ăn về hướng các thành của núi Ephron, rồi đi luôn đến Bala là Kiriath Jearim. Nó vòng từ Bala qua hướng tây về lối núi Seir, rồi theo hướng bắc đi ngang qua phía núi Jearim, tức là Kesalon, kế chạy xuống đến Beth Shemesh và qua Thimna. Từ đó giới hạn này cứ đi theo bắc Ekron, đoạn băng qua hướng Shikron, trải qua núi Bala, ăn thẳng đến giáp Neen rồi giáp biển. Còn giới hạn phía tây ấy là biển lớn. Đó là giới hạn về bốn phía của người Juda tùy theo những họ hàng của chúng. Người ta ban cho Caleb con trai Jephune một phần ở giữa người Juda tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-suê, là thành của Araba cha Anác, ấy là thành Hebron. Caleb bèn đuổi đi ba con trai của Anác là Sheshai, Ahiman và Thamai. Từ đó người đi lên đánh dân thành Debir. Thuở xưa tên Debir là Kiriath Sefe. Caleb nói rằng: ta sẽ gả con gái ta là Aksa làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Kiriath Sefe. Othniel con trai của Kena, cháu Caleb, bèn chiếm được thành. Caleb gả Aksa con gái mình cho người làm vợ. Vả sải khi nàng vào nhà Othniel, có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa. Caleb hỏi rằng: con muốn chi? Nàng thưa rằng: xin cha ban một của phước cho con, vì cha lập con nơi đất miền nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới. Đó là sản nghiệp của chi phái Juda tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành ở đầu cùng chi phái Juda về phía ranh Edom tại miền nam là Cáp-sê-ên, Ede, Yagua, Kina, Dimona, Adeada, Kede, Hakso, Gitnan, Sip, Telem, Bealot, Hakso Hadatha, Keriyot Hetron, tức là Hakso, Amam, Shema, Molada, Hakshagada, Hetmon, Betphale, Haksa Suan, Beesheba, Bishokya, Bala, Iyim, Esem, Etholak, Kesin, Hotma, Siklak, Makmana, Shangshana, Lebaot, Shilim, Aim và Rimmon. Hết thảy là 29 thành với các làng của nó. Trong đồng bằng là Ethaon, Sorea, Akna, Sanoat, Enganim, Tabuat, Enam, Yakmut, Adulam, Soko, Aseka, Sha'araim, Adithaim, Gedera và Gederothaim. Hết thảy là 14 thành với các làng của nó. Lại có Senan, Hadasha, Middangat, Dilan, Midbe, Yoktheen, Laki, Bokak, Eklon, Kabbon, Latma, Kitlit, Gederot, Bet Dagon, Naama và Makeda. Hết thảy là 16 thành với các làng của nó. Libna, Ethe, Asan, Giptach, Akna,
Netship, Keila, Aksip và Maresha, hết thảy là 9 thành với các làng của nó. Ekron với các thành địa hạt và làng của nó. Các thành ở gần Ách Đốt cùng các làng của nó. Từ Ekron về hướng Tây, Ách Đốt, các thành địa hạt cùng các làng của nó. Gaza, các thành địa hạt cùng các làng của nó, cho đến khe Egypto và biển lớn dùng làm giới hạn. Trong miền núi là Shamir, Giạc Thia, Soko, Dana, Kiriat Shana, tức là Debir, Anab, Ethemo, Anim, Goshen, Holon, Gilo, hết thảy 11 thành cùng các làng của nó. Arab, Ruma, Eshean, Yanum, Bet Tabuat, Afeka, Humta, Kiriat Araba, tức là Hebron và Sio, hết thảy 9 thành với các làng của nó. Maon, Cạc Bên, Sip, Yuta, Gitreen, Yokdeam, Sanoat, Cain, Gibea và Thimna, hết thảy 10 thành với các làng của nó. Hanhun, Betsurơ, Gedo, Maarat, Bet Anot và Entekon, hết thảy 6 thành với các làng của nó. Kiriat Baan, tức là Kiriat Yearim và Rabba, hết thảy 2 thành với các làng của nó. Trong đồng vắng có Bet Araba, Midin, Shekaka, Nipsang, Ishamelat và Engedi, hết thảy 6 thành với các làng của nó. Và người Juda không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit còn ở chung cùng người Juda tại Jerusalem cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.